Thôi bây giờ trong khi đó quý vị mình nên nhớ cạnh tranh không đủ đâu. Bây giờ cạnh tranh bằng cỡ nào đi chăng nữa, hen là nhà xe Phương Trang gì mà còn thấy thiếu đâu, phải không? Phải không Thích? Không bao giờ thấy đủ hết trơn trời á. Có nghĩa là không biết bao nhiêu mà đủ, nhưng mà bây giờ mình an phận. An phận đó là sao? Tỷ thượng bất túc mà tỷ hạ hữu dư. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng mà nhìn xuống không ai bằng mình. Bây giờ mình nhìn xuống đi cô bác anh em trong đảo. Câu gì chứ bây giờ tôi nghèo thiệt nghe, nhưng mà cũng có chiếc điện thoại di động, cũng có chiếc xe Honda chạy, còn hơn những người ta sống với cảnh màn trời chiếu đất quạt gió đèn chăn gối tay thảm cỏ, sống đầu đường xó chợ khổ sở qua ngày, cơm không đủ ăn mà áo không đủ mặc. Người ta còn khổ hơn mình kìa, không nhìn xuống mà cứ nhìn lên, không bao giờ mình còn thiếu, mình thiếu hoài. Mình không có đạo đức rồi đấy nghe. Dầu cho mình sang cả, dầu cho giàu cách mấy đi chăng nữa, cứ như là thiếu đạo đức nghe, là sắc gan cũng chạy. Không, thật thiện lành bới cải không trôi, lực kia đã định sẵn rồi mà giàu, mà làm thời tồn tại mà giữ thời tiêu tan. Cho nên bây giờ giàu cách mấy đi chăng nữa, nhưng mà cuối cùng rồi quý vị mình thấy vừa qua đời nghe anh Tư Lân. Ở thổ Nhĩ Kỳ đó bây giờ quý vị là chỉ trong tích tắc thôi, giàu có cỡ đó phải không? Nhà lầu có như là nhìn vật ót như vậy, nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc thôi. Mà quý vị mình coi trên mạng nó đưa một cái nghe đồng đạo tùng, là đưa một cái không còn gì chân. Bây giờ quý vị mình biết coi như là trên 45.000 người coi như là chết vùi dưới lòng đất lạnh. Và đồng thời coi như là những người mà còn lại hen không có nhà cửa ở luôn. Cái khổ không? Như vậy thì bây giờ Đức Thầy có nói không? Có. Đức Thầy nó giàu sang như nước trên nguồn. Rồi sao nữa? Gặp cơn mưa lớn nó tuôn có một giờ à. Chân thành cảm ơn chàng pháo tay Giang Dì quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Để tiếp theo cái tiêu đề thứ hai mà được đồng đạo nêu lên trong hai câu giảng của Tổ Thầy. Và trong hai câu giảng đó là tiếng gọi đời sông mê hải đánh, chạm lợi quyền giàu có cạnh tranh, bước gai trong đường đủ sỏi sành, đành tách gót lìa quê hương dạ. Thưa chứ quý vị, hai câu giảng được đồng đạo nêu lên chúng tôi được biết là được trích từ trong bài Sa Đéc. Bài Sa Đéc này đó là Đức Thầy viết ở tại Sa Đéc vào ngày rằm tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940, và có tất cả là 172 câu mà đồng đạo trích ra hai câu cho chúng tôi bàn. Thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên trong hai câu đó là tiếng gọi đời sông mê hải lánh, chạm lợi quyền giàu có cạnh tranh. Thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ đồng đạo mới hỏi qua cái ý tiếng gọi đời mà gọi cách sao vậy cô bác anh em với đồng đạo, gọi cách sao, phải không? Thưa chứ quý vị, vì vậy cho nên bây giờ cái tiếng gọi đời là cái tiếng kêu của Đức Thầy để mà gọi tất cả các chúng sinh sông mê. Tất nhiên là chúng ta đang sống ở mê tân đây, hãy lánh, tất nhiên là hãy nên coi như là tránh đi, chứ đừng có vương vào nữa cô bác anh em với đồng đạo. Nhưng ở nơi đây tiếng gọi của Đức Thầy, trong đó có nhiều cái tiếng gọi của bác anh em chứ đồng đạo, mà hôm nay chúng tôi xin phân tách cùng với quý vị nha. Thưa chứ quý vị, ở nơi đây coi như là cái lần đầu tiên Đức Thầy coi như là gọi tất cả các chúng sinh, thì bây giờ coi như là Đức Thầy dùng tất cả các phương tiện, nào là đờn nè, nào coi như là tất cả các tiếng coi như là âm thanh cũ, coi như là chuông này kia rồi nè ha, để mà gọi. Nhưng mà thưa chứ quý vị, mà qua câu giảng này đồng đạo nêu lên hỏi qua cái ý tiếng gọi đời mà gọi bằng cách sao cô bác anh em chứ đồng đạo hả? Thôi thì bây giờ quý vị được biết đó nghe. Bây giờ cái thứ nhất đó nghe, là bây giờ tôi từng tự trình bày cùng với quý vị nghe. Cái thứ nhất là Đức Thầy gọi đời là Đức Thầy kêu gọi cô bác anh em chứ đồng đạo. Gọi đọc đủ là kêu gọi, mà kêu gọi đây tất nhiên là kêu gọi khắp cả, không chừa bỏ một ai hết cô bác anh em chứ đồng đạo. Vậy thì bây giờ quý vị mình lắng lòng theo dõi kỹ lại nha. Bây giờ Đức Thầy kêu gọi cái gì đây? Thưa chứ quý vị, Đức Thầy cho chúng ta biết nay tăng sĩ có lời kêu gọi. Đây là gọi ngân tám. Nay tăng sĩ có lời kêu gọi dũng tinh thần, chống chọi quỷ tà, đừng cho chúng đến gần ta nhân sanh còn hỡi, ngà ngà giấc say. Là Đức Thầy kêu gọi chúng ta nên thức tỉnh, mà mình cứ ngà ngà giấc say hoài. Nay tăng sĩ có lời kêu gọi là gọi mình vậy, phải không?
chứ quý vị. Rồi chỗ khác Đức Thầy nói là lời vàng kêu gọi khắp nơi, anh em chiến sĩ nhớ lời tao khuyên. Đây tất nhiên là Đức Thầy kêu gọi chúng ta không tu chứng minh thôi, không có thời gian để mà giải cùng với quý vị chứng minh những lời kêu gọi của Đức Thầy, cô bác anh em với đồng đạo ha. Rồi chỗ khác Đức Thầy lại kêu gọi cho chúng ta nữa, cô bác anh em với đồng đạo: thâm trầm đạo đức quá thanh thao, thần thánh Phật tiên xuống kêu gào. Có phải là kêu gọi mạnh không? Kêu gọi không nổi kêu gào luôn, kêu hoài luôn là kêu gào không. Như vậy đại thủy văn báo coi như là ngày mai có mưa gào ha, tất nhiên là mưa chỗ này mưa chỗ kia, chỗ nào cũng có mưa, mà đây kêu gào tất nhiên là kêu hoài, kêu không thôi cô bác anh em trong đạo không. Thần thánh Phật tiên xuống kêu gào, dương gian mau tỉnh trong tràng mộng, đúng không? Dương gian mau tỉnh trong tràng mộng ở đây tất nhiên là sông mê, sông mê hạ lánh à. Dương gian mau tỉnh trong tràng mộng, tầm kiếm nơi nào đạo siêu cao. Tất nhiên ở đây là Đức Thầy kêu gào, mà chẳng những Đức Thầy kêu gào mà Đức Thầy còn như là kêu réo nữa cô bác anh em trong đạo, có không? Hết kêu gọi rồi quay qua kêu gào, kêu gào không nghe nữa là kêu réo luôn, có không? Ma ha thòn nhỏ dọn rồi đa, bước xuống đi qua bến giác mà, sao hỡi còn chờ ta réo mãi, thấy không? Réo tất nhiên là kêu à, sao hỡi còn chờ ta réo mãi, dân tình xem giảng cứ ngâm nga, mình cứ ngâm nga không chịu tu, không chịu nghe thời lời thầy dạy, phải réo dân sao? Cái kêu nó còn nhỏ, mà cái rào tất nhiên là trong đó nó còn như là rộng rãi hơn. Còn cái réo đó hen là ở xa không nghe réo luôn, không thấm réo luôn. Cho nên Đức Thầy réo đây nè: réo những ai lợi dụng làm sằng cho suy sụp chân nhân mờ mịt, nào khác nào chẳng khác mây đen phủ bích, rồi dắt nhau đến chỗ vậy ngay. Cho nên hết kêu rồi à, không hết kêu bắt đầu tới kêu gạo, hết kêu gạo bắt đầu tới réo. Mà réo tới chừng mình mà không nghe nữa rồi đó cô bác anh em chứ đồng đạo, thì Đức Thầy coi như là than không? Người ôi thức tỉnh lánh nàng tu thân, than liền cô bác anh em chứ đồng đạo. Người ôi thức tỉnh lánh nàng tu thân là coi như là Đức Thầy than thôi chứ quý vị. Rồi bây giờ ở đây là qua câu này ông Tám nêu lên là qua cái lời của Đức Thầy chỉ dạy đó là tiếng gọi đời, không? Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, tiếng gọi đời sông mê hải lánh. Mà sông mê nó là sông nào? Thôi nói cho mau đi, mình ở đây là sông mê nè, ở đây là bể khổ nè, là sông mê là bể khổ có không? Bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết cho ông còn tào hạo, thấy không? Nơi cõi tạm là cõi chúng ta đang sống đây, nơi cõi tạm là sông sầu bể khổ, là ngựa xe cám dỗ tao nhân. Ở đây là sông mê, mà cái gì mà sông mê cô bác anh em chứ đồng đạo? Thôi bây giờ ở đây coi như là Đức Thầy cho chúng ta biết trong cái bài Tỉnh Bạn Trần Gian, cô bác anh em chị đồng đạo phải không? Đức Thầy mới nói thế trần tạm giả gạt đời ta, rồi sao nữa? Lướt khỏi sông mê, đây tất nhiên là sông mê này nghe thật hết, lướt khỏi sông mê khỏi ái hà. Mà ở đây qua câu này coi như là ông Tám nêu lên là tiếng gọi đời sông mê, sông mê hải lánh cô bác anh em dùng đạo. Vậy là sông mê đó là gì? Thôi bây giờ ở đây là quý vị mình được biết cái con sông đó ngang đồng đạo bé hai. Nếu ai có học khoa học như đồng đạo Tùng nó biết đó hen, là thuộc thầy giáo thạc sĩ cũng như là tiếng Anh đó, thì quý vị được biết cái con sông mê này có như là cái con sông nó kéo dài có như là bắt nguồn từ Tây Tạng chảy qua Mê Công, qua coi như là Thái Lan, coi như là qua bên Campuchia chảy ra qua bên đất nước Việt Nam đó hen, là nguyên một cái dòng sông Mê Công này. Quý vị mình thấy con sông vô cùng tận, không có, không thấy đầu ở đâu mà không thấy cái như là cái cuối ở đâu. Vậy thì bây giờ cái sông mê này coi như là dòm lại coi như là không thấy cái đầu nó ở đâu, cái con sông nó dài vậy đó. Cho nên coi như là trong kinh bảo cho chúng ta biết nhân tham dục như hải vô nhai, là lòng người chúng ta tham muốn rồi đó, nó cũng giống như con sông dài vô cùng tận. Đây là sông mê, phải không? Như vậy là nó mê hồi nào giờ cô bác anh em trong đạo? Nó mê hồi coi như là từ quá khứ cho đến giờ cha mẹ chết con rơi nước mắt, con chết thì cháu chắc khóc trầm, vợ con chan chứa vì chồng, chồng thì vì vợ đôi dòng lệ rơi. Nước mắt ấy từ đời vô thủy bốn biển to, đem giết không bằng sanh ly tử biệt duyên, vô ngàn dây quan đáng sợ mà nội trần đáng ghê, dạng sự bởi mà mê dẫn lối, mà trăm việc do quỷ tối cầm đầu, giác sông mê nọ còn đâu ngộ rồi tới ấy bị thâu mất liền. Cô bác anh em dân đạo, đó là cái con sông mê.
Vì vậy cho nên cái mê này coi như là không biết bao nhiêu cái mê, nhưng mà chúng tôi tụ chung lại theo lời Đức Thầy mà chỉ dạy cho chúng ta đó nghe. Không có cái mê nào lớn bằng ba cái mê này trong cô bác anh em trong đạo. Sông mê mà trong đó là mê nhiều lắm, nhưng mà ba cái mê lớn ba cái mê lớn đó là gì cô bác anh em trong đạo? Đức Thầy mới bảo cho chúng ta bất cứ là ai trên thế gian này đều bị vướng vào trong ba cái mê này. Tất nhiên một là mê danh, hai là mê lợi, ba là mê tình, mà Đức Thầy cho chúng ta biết mãn sai xưa theo cuộc vui chơi nên kiếp kiếp đời đời lên xuống. Vì vậy cho nên là hố tham chẳng bao giờ phủ liếp tánh tham danh, tham sắc, tham tài nè. Ba điều tham thiên hạ đang sai, đa số khách trận ai đều bị. Nếu chẳng dứt được lòng ích kỷ thì tánh tham khó trị cho lành. Hễ tham danh thì khổ vì danh, danh chữ danh nó gần bên tài sắc. Danh có được sắc tài liền bắt, mà tài được rồi thì danh sắc nó theo, sắc có thì danh lợi nó đeo. Danh tài sắc ba điều dính líu, phải không bên không? Mà dưới một cái cả ba cái níu, mà ngã bên nào cũng chịu khổ sầu, mà vượt ra ngoài có mấy ai đâu. Rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ, phải không? Có vợ chính còn muốn thêm hầu lẻ nữa chứ, được tình nhân muốn bẻ thêm viên. Thấy lòng người không phút nào yên, mà sự tham muốn lũ chuyện như dưỡng. Tất nhiên là cái mê của mình là vậy cô bác anh em nhung đạo. Cái mê này đến đổi Đức Thầy cho chúng ta biết hố sâu tình dục lại ghiền, mà ghiền cho đến lúc chúng khiêng quan tài thôi, tới chuyện đó mà cũng còn mê nữa cô bác anh em nhung đạo. Cái này có phải là sông mê không? Nói con là con sông mê, mà Đức Thầy nói là tiếng gạo đời sông mê hãy lánh đi, hãy lánh cô bác anh em nhung đạo. Mà nếu như mà ai lánh được cái ngang thì Đức Thầy cho chúng ta biết cái điều thứ nhất, ai mà lánh được danh lợi thì đó là con người chúng ta sẽ thoát ra được cái cảnh khổ này của bác anh em dùng đạo. Mà Đức Thầy nói là dẹp lợi danh, dẹp hết mộng sầu, đặng trở lại với cha cùng chúa. Rồi những người nào mà đến quy y Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, lúc Đức Thầy ở tại gia đình ông Hưng Mộ Thạnh, đến quy y xong rồi Đức Thầy mới nói nếu như mà coi như là quý bà mà quy y xong từ đây trở về sau gắng làm theo lời Thầy dạy ngang, quy y thì khá hành y, giữ lòng thanh tịnh tự bi giúp đời. Vậy thì bây giờ từ nay ai có tới lui cúi đầu bái Phật, lòng vui tu hành, xin vậy, xin đừng đeo đắm lợi danh, phải không? Xin đừng đeo đắm lợi danh, bỏ trôi đạo đức hư danh dạy truyền. Như vậy thì ở đây qua câu này Đức Thầy nói tiếng gạo đời sông mê hại lắm, là chúng ta phải tránh coi như là những cái cảnh đó cô bác anh em dừng đạo. Vì vậy cho nên nếu như mà ai còn mê, tất nhiên phải còn luân hồi sinh tử, phải không? Để ai còn mê tất nhiên là phải còn coi như là trở lại cõi trần này, nó hưởng dụng cô bác anh em dừng đạo. Mê như vậy là mê đâu thì sanh đó, không xê luân hồi bởi tại mê mà có. Điều ấy chúng sanh nên nhớ rõ, bứng gốc mê cho nó hết sanh, tất không còn bị nghiệp quỳnh hành, chừng đó mới trở thành tự tại. Lầm lạc biết hoài đầu trở lại, cố đi dầu xa mấy cũng gần, đem phàm thân đổi lấy Phật thân, dạng sự ở tinh thần cương quyết. Như vậy là chúng ta nếu mà không còn mê nữa, tất nhiên là không còn khổ. Cô bác anh em dùng đạo, tác cạn sông mê là việc khó. Ở đây là sông mê phải không? Mà tác cạn sông mê là việc khó, lấp bằng bể khổ dễ gì đâu. Tuy nhiên khó dễ không do cảnh, do ở tâm người giác cạn sâu. Mà hãy mình giác rồi tất nhiên là không còn coi như là mê nữa cô bác anh em chừng đạo. Vậy thì giác với mê là chung quy có một, khác nào như sóng nước không hai. Chớ nên vọng chấp bên ngoài, hãy dùng trí quán lại ngay trong lòng. Bỏ điều này tất không thấy đạo, chỉ luống công giúp giáo kẻ thù. Người đời thường một bữa tu, 90 ngày bỏ công phu chẳng cần. Quỷ cũng cho là chân Phật tử đạo, cứ tìm trong sử trong kinh, không soi lại bổn tánh mình, cứ như thế đó mà hành sớm chưa rồi lại trách. Trách sao chưa phát huệ, đâm nghi ngờ kinh kệ sai ngon. Kể kinh chỉ hướng cho ta cứ ngồi một chỗ, vậy mà tới đâu có giống sẵn không âu trồng tỉa. Ước mơ xuân há dễ được ăn, nhìn tay không chịu ngó chăn, lại đem ý trách cho rằng tối đen. Đỏ trần bởi quen theo lối tục, mà siêu phàm nhờ đi ngược đường duyên. Đừng màng chúng gọi khùng điên, hoài đầu tất quả Phật tiên đắc thành. Mà mình không có chịu quay đầu, mình không chịu giác. Hồi xưa thái tử Sĩ Đạt Ta với khi Phật Thích Ca có khác, mặc dù cũng chỉ là một xác, nhưng với cái mê thì giác khác nhau. Mà lúc còn mê thì mờ mịt lao sao, đến khi giác lào lào trong sáng. Mê với giác nói hai hình dạng nhưng cũng từ một bản tâm thanh. Như vậy ở đây là câu này, tiếng gọi đời sông mê hại lánh. Như vậy là mê tỉnh, tỉnh mê, mê phải tỉnh ngàn tám. Bồ đề chẳng mến ấy người ngu, là Đức Thầy nói như là rõ ràng vậy. Mê tỉnh, tỉnh mê, mê phải tỉnh là tiếng gạo đời sông mê hại tránh. Thưa quý vị, vậy bây giờ hãy lánh sao cô bác anh em dùng đạo?
thôi bây giờ ở lánh đó nghe. Thì bây giờ cái gì cái mê? Bây giờ là tửu nè, sắc nè, tài nè, khí nè. Thì cái này là cái mê con người mình không phải không? Bây giờ coi như là muốn sao? Muốn tránh cái vấn đề đó là chúng ta phải lánh. Đừng đứng gần với các anh em dùng đạo. Ví như rượu mình không hề uống, nhưng có người đem đến mời luôn, khó làm cho người nhịn miệng xuông. 10 người uống hết, 10 người bị uống luôn hết chín. Vì vậy đó là bây giờ coi như là cái đạo, coi như là cái đó mình thấy, mình cảm thấy mình mê, mình đừng lại gần phải không? Ví dụ bây giờ tôi như là bị đau bao tử, đừng có lại gần mắm. Tôi bị cảm mà đừng ra sương ra gió. Rồi tôi bây giờ coi như là đang ghiền ba cái cà phê gì đó, đi ngang quán cà phê thì bây giờ chạy tốt đi, quá nhòm nhòm là gì nè, bay cái mùi thơm chịu không nổi ghé vô. Cho nên bây giờ cái chỗ này phải lánh. Tiếng gọi đời sông mê hãy lánh. Bây giờ cái nào mình thấy không im rồi là mình tránh. Tam thập lục kế nghe dĩ đạo di thượng, 36 kế, không kế nào chạy, cái chạy đó là cái hay nhất hả? Không có kế nào bằng cái đó vậy. Vì vậy cho nên bây giờ thấy cái chỗ nào không im nó hen giỏ ăn chứ đừng ở. Mà ở đó hậu tất nhiên là nguy hiểm đó, tất nhiên bây giờ hãy lánh. Tức thầy kêu mình phải lánh cô bác anh em chồng đạo, phải không? Thưa chứ quý vị, tiếng gọi đời sông mê hãy lánh. Bây giờ qua câu sau đó là tiếng gọi đời sông mê hãy lánh, chạm lợi quyền giàu có cạnh tranh. Thưa cô bác anh em chồng đạo, như vậy bây giờ giàu có cạnh tranh là cạnh tranh hơn thôi, cạnh tranh tài sản, cạnh tranh có như là quyền chức của mình, phải không? Vì vậy cho nên bây giờ bao nhiêu người ta có tiền á, là người ta mới đem ra mua chuộc cái tài chức của mình. Cho nên cạnh tranh dữ lắm cô bác anh em dùng đạo. Có tiền coi như là trong khi đó là mua chức, mà không có chức vụ tất nhiên là trong khi đó là chịu không nổi. Quý vị mình thấy coi như là đã giàu có thế việc rồi, coi như là không biết bao nhiêu tiền của rồi, ăn cả đời, hai đời, ba đời luôn. Vậy nên mà trong khi đó cũng còn làm nữa. Vậy là cô bác anh em dùng đạo, quý vị mình thấy biết bao nhiêu người không? Của cải tài sản quý vị mình thấy bây giờ đó, ví dụ như bây giờ mình cất được hai cái nhà, ba cái nhà, mua được năm bảy cái nhà, cất ở chỗ này chỗ kia tùm lum phải không? Nhưng mà cũng ở một cái nhà thôi, chứ đâu được ở nhiều cái nhà phải không? Nhà mình rộng ngàn căn mà bảy phòng đi chăng nữa cũng ngủ con cái phòng, chứ đâu được ngủ nhiều phải không? Rồi bây giờ coi như là cơm gạo mình coi như là gạo lúa coi như là chứa đầy nhà đi chăng nữa, ăn cũng có ngày hai bữa. Vậy đó mà trong khi đó coi như là cái gì mình cũng lo chân chọi cô bác anh em trong đạo. Cạnh tranh mới coi như ở xóm mình coi như là cái ông đó coi như là ông có tiền bắt đầu ông xây cái nhà mồ. Bây giờ cạnh tranh ông em chạm lợi quyền và có cạnh tranh. Bây giờ ông có cái nhà mồ vậy, bây giờ ông cất cái nhà mồ coi như là 300 triệu, tôi phải cất cái nhà mồ 500 triệu cho bằng ông. Cạnh tranh mà, nhưng mà cuối cùng rồi là ăn của thổ thì quần lại thổ nè, biết mình phải xuống trong cái mộ này nè. Vậy đó mà không lo, bây giờ lo cất cái mộ hơn ông kia thôi hả? Không, ăn của thổ thì quần lại thổ, sát phàm phu có số định rồi, tạo cho nhiều cũng chỉ thế thôi, thân khi mất sự đời cũng mất. Thật nào khác chim bao một chất tiêu tan, không sự vật nào còn. Kể ra nào vợ đẹp hậu non, nào các tiết lậu son lộng lẫy, nào xe cổ tàu bè bóng bẫy, nào bạc vàng của cải dương môn dứt thở rồi thì dạng sự điều buông. Biết mình cũng phải chết, biết mình phải chung vô trong đó vậy đó. Biết mình phải chung vô trong chỗ đó, nhưng mà giờ coi như là cuối cùng cũng phải làm, cũng phải tranh cảnh với người ta cái mới được cô bác anh em dung đạo. Cho nên qua câu này chạm lợi quyền giàu có được cạnh tranh, có nghĩa là cạnh tranh hơn thua, nghĩa là cao thấp, mà không biết lo cái đạo của bác anh em dung đạo. Nhưng mà cuối cùng rồi thì sao? Nhắm mắt cũng nắm hai tay, có không? Nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của, đem rầy hậu non, chỉ có tội phước hỏi còn. Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên rời, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thẩm thê, còn không có còn gì của mình hết. Mà cái gì mà trong khi đó mà mình lại coi như là cạnh tranh hơn thua cao thấp không, mà trong khi đó thua ta coi như là một chút cũng không được nữa các bác anh em dòng đạo. Cho nên Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết cái chỗ này đừng có ham cạnh tranh, có không? Bây giờ Đức Thầy mới nói đây, sống tranh đua khi chết cũng xương tàn, tranh đua cách mấy đi chăng nữa chết cũng xương tàn. Cho nên mượn đúc huệ đánh tan mùi tục lì, hoặc giả là Đức Thầy cho chúng ta biết là hơn cùng thua nhắm mắt cũng ra ma, đúng không? Hơn cùng thua nhắm mắt cũng ra ma, vậy mà chúng ta cứ tránh hoài hơn thua hoài. À thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ ở nơi đây đồng đạo nêu lên hai câu giảng này hết sức chí lý của bác anh em dùng đạo. Vậy từ nay tự trở về sau, bây giờ chúng ta không nên cạnh tranh nữa, mà ngược lại nếu như chúng ta làm có tiền giàu có thì sao giờ? Thì bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết ai mà có giàu có muốn cho rắn đặng quá cù xả thân làm phước chim phù vượt qua. Như vậy là có dư chớ hưởng riêng thân,
nên cho kẻ khác lấy phần ấm no được như vậy là được kho công đức sống đời đâu khổ cực gì đời. Trong tâm thường được thảnh thơi, tim mang sắc tục mà đời thần tiên, mà tiên với tục dính liền mặt trái, để gì phàm lộn lại là tiên. Cũng thời sử dụng đồng tiền, người lo quần chúng, kẻ điên lo mình, lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm dân. Mà tình tiên Phật hết trầm lưng, chất phàm dân tất còn thân lưng hồi. Phật phàm có thế thôi, đâu khó làm hay không việc đó tại người. Mà người đâu bóng đó không gờ, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay. Xưa ma đó thì bóng nay Phật đó, cây với thiền nào có xa nhau, khéo tay môi móc ghép vào thì cây lên được, thiền tàu khó chi. Như vậy thì rõ ràng coi như là nếu như chúng ta có làm mà trong khi có tiền có bạc ra, cô bác anh em dừng đạo đừng có cạnh tranh hơn thua người ta làm gì. Bây giờ thôi, giờ ai hơn thua cao thấp gì, tao có xe bốn bánh hoặc là tao có nhà cửa cao rộng gì đó, thì bây giờ cái chuyện cái phước của người ta hưởng, cô bác anh em dừng đạo của mình không có phước thì thôi, bây giờ bổn phận mình đó làm sao. Bây giờ chắp tay niệm Phật Di Đà, lòng ta tao biết ai mà mặc ai, cô bác anh em sao hoặc chả là lòng hiền dưới dạng sớm chiều xem kinh niệm Phật thì mỹ miều bạc ai. Bây giờ mình cứ việc cúng lại ăn chay niệm Phật đi, người ta khoe đẹp khoe sang gì đó kể người ta, mấy miều mặt ai, tất nhiên là người ta khoe không. Thôi bây giờ trong khi đâu quý vị mình nên nhớ cạnh tranh không đủ đâu. Bây giờ cạnh tranh bằng cỡ nào đi chăng nữa, nó hen là nhà xe phương trang gì mà còn thấy thiếu đâu, phải không? Phải không thích? Không bao giờ thấy đủ hết trơn trời á, có nghĩa là không biết bao nhiêu mà đủ. Nhưng mà bây giờ mình an phận. An phận đó là sao? Tỷ thượng bất túc mà tỷ hạ hữu dư. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng mà nhìn xuống không ai bằng mình. Bây giờ mình nhìn xuống đi cô bác anh em dùng đạo. Câu gì chứ bây giờ tôi nghèo thiệt nghe, nhưng mà cũng có chiếc điện thoại di động, cũng có chiếc xe Honda chạy, còn hơn những người ta sống với cảnh màn trời chiếu đất quạt gió đèn chăn gối tay thảm cỏ, sống đầu đường xó chợ khổ sở qua ngày, cơm không đủ ăn mà áo không đủ mặc. Người ta còn khổ hơn mình kìa, không nhìn xuống mà cứ nhìn lên, không bây giờ mình còn thiếu hoài. Không biết làm sao cho nó đủ. À, như vậy thì bây giờ chi túc tiện túc đãi túc hà thời túc, mà chi nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn, biết đủ liền đủ, đợi đủ không biết chừng nào cho đủ, biết nhàn liền nhàn mà đợi cho nhàn không biết chừng nào nó nhàn, không? Mà bây giờ nếu như chúng ta biết được như vậy thì bây giờ chúng ta an phận thủ thường mà theo lời Đức Thầy chỉ dạy, đó là hãy tìm con đường giải thoát cho mình. Sao nữa? Bằng cách lạc đạo an bần, phải không? Xả thân tu tịnh, muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật chẳng nên đeo lòng tà. Thôi giờ ai làm gì đó làm, bây giờ tu là không sợ nghèo nữa cô bác anh em dùng đạo. Tu mà còn sợ nghèo gì nữa giờ, phải không? Mà hãy càng nghèo chừng nào Đức Thầy càng thương nhiều chừng đó nó tùng, có không? Bây giờ Đức Thầy nó là đi tu hành chịu chữ nghèo nàn, nhưng mà sao đắc đạo gặp điều cao quý. Hoặc giả đà chữ bần tiện khuyên dân đừng nại, miễn cho ta trở lại ngai đàn. Hay là đừng khi nhà lá một căn mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn. Tất nhiên là sau này là bạc muôn bạc tỷ gì cũng bằng các bác anh em dùng đạo. Mà chỉ có cái đạo, cái đạo tất nhiên là cái giá trị đó, tất nhiên là nó cao cả không thể tưởng tượng được các bác anh em chứ đồng đạo. Vì vậy cho nên bây giờ cái người tu chúng ta bây giờ không có sợ gì hết đâu. Bây giờ coi như là cái giá trị của người tu coi như là vấn đề coi như là đạo đức thôi, phải không? Hoa thơm nhờ nhị, con người giá trị là nhờ có đạo đức. Mà nếu như mình không có đạo đức rồi đó nghe, dầu cho mình sang cả, dầu cho giàu cách mấy đi chăng nữa, coi như là thiếu đạo đức nghe, là sắc gan cũng chạy, nghe không? Thật thiện lành bới cải không trôi, lực kia đã định sẵn rồi mà làm thời tồn tại mà giữ thời tiêu tan. Cho nên bây giờ giàu cách mấy đi chăng nữa, nhưng mà cuối cùng rồi quý vị mình thấy vừa qua rồi nghe anh Tư Lân, ở thổ Nhĩ Kỳ đó bây giờ quý vị là chỉ trong tích tắc thôi, giàu có cỡ đó phải không? Nhà lầu coi như là dình dật ót như vậy, nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc thôi. Mà quý vị mình coi trên mạng nó đưa một cái nghe đồng đạo tùng, là đưa một cái không còn gì chân. Bây giờ quý vị mình biết coi như là trên 45.000 người coi như là chết vùi dưới lòng đất lạnh, và đồng thời coi như là những người mà còn lại hen không có nhà cửa ở luôn, cái khổ không? Như vậy thì bây giờ Đức Thầy có nói không? Có. Đức Thầy nó giàu sang như nước trên nguồn, rồi sao nữa? Gặp cơn mưa lớn nó tuôn có một giờ, nó một giờ một như là không còn, thấy không? Thì bây giờ mình xét lại gì đi, bây giờ còn cạnh tranh gì nữa giờ? Cho nên Đức Thầy là con của ông cả, không? Con ông cả rất là giàu, nhưng mà Đức Thầy nó nghĩ mình chọn kiếp con quan, quê hương rài đã giảm chàng sơn xiên, tổ đường còn một cành quyên, từ đường hôm xóm lúng khuyền chờ trong, hai em thiểu chí thơ đồng, chị đà an phận theo chồng đặng xa. Rồi từ mang một tấm áo già, mùa thiền đã thấm ơn nhà lập hai. Còn bây giờ mình bây giờ theo gương hạnh của Đức Thầy nghe, là sống sanh ra phận râu mài, một đời một đạo đến ngày chung thân của bác anh em dùng đạo. Thì Đức Thầy đã thể hiện cho mình thấy rõ ràng là gì rồi.
giàu có thế việc như vậy mà Đức Thầy còn phải coi như là bỏ hết phải không? Còn mình cũng vậy, mình bây giờ coi như là một đời một đạo, đến ngày chung thân dù khổ sở, dù hoạn nạn, dù coi như là nghèo khổ cách mấy đi chăng nữa, đừng bỏ cuộc của bác anh em chân đạo. Mà mình đừng có nhiều khi coi như là mình thấy mình nghèo khổ quá rồi, trong cái đó tu không nổi, không nổi coi như là bây giờ cần phải có tiền, mà có tiền bắt đầu sanh chuyện, mà hãy sanh chuyện rồi bắt đầu tu không ngon. À, cho nên bây giờ thôi nghèo chừng nào tu ngon, thấy các bác anh em dùng đạo, cái điều đó coi như là mình khỏi lo phải không? Thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ mình vàng thái tử ngôi, còn bỏ hồi xưa thái tử Siddhartha rất là giàu có trong bên Ấn Độ, thế mà coi như là bỏ coi như là cung vàng điện ngọc quách thành thê tử vợ đẹp con quan dấn thân vào trong rừng sâu núi thẳm, 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh coi như là xả thân đi tìm đạo. Bây giờ có màng không? Mà hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại, mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc đông cung tước với liền. Như vậy hồi xưa thái tử giật ra mà nếu như mà tranh hay ông làm vua rồi, mà nếu mà làm vua bây giờ làm gì mà còn tiến tâm tới giờ phải không mấy chị? À, cho nên đến ngày nay còn rặn lấy danh khắp bốn biển dân lành sùng bái, là do nơi thái tử giật ra khi xưa là coi như là trong khi đó không có cạnh tranh cùng ai. Còn nếu như bây giờ còn cạnh tranh đó, tôi nhắc lại một hai chuyện của cô bác anh em trong đạo, ai cạnh tranh mà bây giờ còn tiến, mà còn tiến tất nhiên là người ta chê cười, ai? Thạch Sùng Dương Khải, nhớ không? Nghe không? Mà Đức Thầy hôm nay còn nhắc lại đó là Thạch Sùng Dương Khải sách đèn ai ưa, có nghĩa là so tài tranh cạnh với nhau, cuối cùng rồi sách đèn là những cái sách vở đó, không ai nhắc đến Dương Khải sách đèn, không ai ưa, coi như là Thạch Sùng chân trời có tiền có của ra mà không chịu bố thí, không chịu giúp đời, mà cứ đem của cải để tranh, chạm lợi quyền vào có cạnh tranh, mà cứ cạnh tranh rồi cuối cùng bây giờ nhắc đến Thạch Sùng Dương Khải không ai ưa trơn cõi cô bác anh em dòng đạo. Nhưng mà cái người nghèo mà Đức Thầy hôm nay còn nhắc lại là tất nhiên là ai cũng quý mến hết, đó là ai? Đó là ông Nhan Hồi, cô bác anh em dòng đạo. Nghèo thầy Nhan bầu nước đai cơm, ti cơ hàng mà được danh thơm hơn, hơn phú quý ngồi ôm bả lợi, đúng không? Như vậy bây giờ nếu mà chúng ta có nghèo đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta mà có được cái đạo là quý. À, cho nên bây giờ hai câu giảng đồng đạo đi lên, chúng tôi bàn không biết chuyện nào cùng, nhưng mà ở nơi đây là thời gian có hạn, cái nó hết giờ phải không? Nói chứ gì? Hết giờ coi như là mà cái ý nó cũng vẫn còn, nhưng mà trong khi đó thôi cô bác anh em với đồng đạo, ở đây cho chúng tôi coi như là có đôi lời tâm tình cùng quý vị qua cái lời sau nghe. Tất nhiên là cái lời để mà trong khi gặp gỡ hôm nay, hai câu giảng của đồng đạo nêu lên đó là tiếng gọi đời sông mê hải đánh. Thôi thì từ đây trở về sau, chúng ta thấy cái cuộc đời chúng ta đang sống trên thế gian này, trên hoàng vũ này là toàn là sông mê không cô bác anh em trong đạo, không có cái gì coi như là để mà tốt đẹp gì hết. Thôi giờ chúng ta hãy nên tránh, mà chúng ta tránh tất nhiên là chúng ta cần phải làm sao, nếu tránh tất nhiên là bây giờ chúng ta phải quay quay về nẻo đạo cô bác anh em trong đạo. Còn nếu như mà chúng ta mà tránh mà cứ chúng ta coi như là xâm nhập hoài đi hen, là không bao giờ tránh được cô bác anh em trong đạo. Vì vậy cho nên bây giờ sự đáng chừa khó mấy cũng chừa, việc đáng bỏ đang ưa cũng bỏ, trao chia lòng như gương sáng tỏ, soi muôn hình chẳng có nhiều hình, đó tất nhiên là chúng ta tránh. Như vậy bây giờ nếu mà từ đây trở về sau, nếu chúng ta tránh thì bây giờ sao? Cúng lại, ăn chay, niệm Phật, làm lành, tránh giữ, nhẫn nhục, giữ giới và làm tất cả các việc đó, thì bây giờ ai làm mình bây giờ chỉ làm những cái điều đó thôi, là tránh qua một bên, không còn coi như là đi theo con đường đó. À, cho nên đọ trần bởi quen theo lối tục, siêu phàm nhờ đi ngược nghe, đi ngược đường duyên mới được, chứ còn đi theo người ta thì cũng giống như người ta thôi, giờ mình đi ngược. Bây giờ người ta tranh danh đoạt lợi thì bây giờ mình coi như là tranh cái đạo, coi như bây giờ mình không thuộc cái cuốn giáo lý, cái bây giờ mình cuốn sám giảng mình không thuộc, bây giờ mình tranh nhau mình học cái cuốn giáo lý cho nó thuộc coi sao. Ông kia niệm Phật 30 phút, bây giờ tôi tranh ông, bây giờ tôi niệm Phật 40 phút hơn ông đi, bây giờ mình tranh kiểu đó đi, phải không? Ông kia cúng lại 2 thời, tôi tranh ông, bây giờ tôi cúng 3 thời cho hơn ông mới được, mà cái đó sao ông chịu tranh không? Mà cô bác anh em dân đạo, như vậy là tu như khát nước thèm cơm, đường xa muôn dặm cũng hòm đến nơi, tất nhiên là chúng ta phải tranh cái chỗ này, tranh cái chỗ này, như vậy tất nhiên là chúng ta gần được cái đạo cô bác anh em dân đạo. Vậy thì bây giờ là Đức Thầy bảo cho chúng ta hãy tránh, hay hãy tránh sông mê, mà bây giờ muốn tránh sông mê tất nhiên là chúng ta phải tu. Phải tu làm sao đừng đồng quá với người ta cô bác anh em chị đồng đạo. Mà đồng quá với người ta đó là sao? Tất nhiên người ta làm sao mình làm vậy, người ta danh mình danh, người ta lợi mình lợi, người ta tình mình tình, thì mình đồng quá với người ta thì người ta chết mình chết. Thì cũng giống như người ta thôi. Bây giờ mình phải đi ngược lại với người ta là mình không giống như người ta nữa là sao? Tất nhiên là bây giờ hiện tại là người tu chúng ta là nên tránh cái điều kiện như trên.
thì bây giờ chúng ta coi như là phải làm theo cái con người tu của chúng ta, các bác anh em trường đạo. Vì vậy cho nên nếu mà làm theo người tu chúng ta đó là sao? Là phận tu hành tài gác mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt. Người ta coi như là hơn thua chanh chua, cao thấp mặn lạc, đủ thứ thị phi phải trái, mà mình cũng giống như người ta, cũng phải trái hơn thua thị phi, thì giống như người ta thôi. Thì bây giờ mình ngược lại, tất nhiên bây giờ là xong mê hải lánh, cái này là xong mê rồi. Bây giờ hải lánh tất nhiên là bây giờ phận tu hành tài gác mặt lì, ai nói gì nói, ai nặng gì nặng, ai nói nhẹ hơn thua gì kệ. Bây giờ coi như là mình phải làm sao cho nên mình đóng cái kệ cho bự. Cô mấy chị đóng cái kệ cho bự, ai chọc mình, người ta coi như là chọc mình, coi mình có cái sân của mình bự không, sân giống như là cái sân quân tư đây, nhà quân tâm cường đây không, sân bự, mình phải đóng cái kệ cho bự hơn cái sân, để cái kệ bự hơn, bắt đầu bây giờ nhìn thấy cái kệ không còn thấy cái sân nữa. Mà tới chừng mình thấy cái kệ rồi, tất nhiên là bây giờ chúng ta không còn mà chúng ta nóng nữa, của bác anh em dân đạo đó. Vì vậy cho nên ở nơi đây là không có cái gì bằng cái kệ của bác anh em dân đạo. Thôi từ đây trở về sau đó nghe, bây giờ cái việc gì đến với mình kệ đó, thấy không quý vị, cái việc đóng kệ đi nghe, đóng kệ đi. Bây giờ là không tu là theo cái đường lối khác nữa, mà tu ngay chân cái chỗ chữ kệ thôi, cô bác anh em dân đạo. Mà đã được như vậy rồi thì bây giờ chúng ta tu hành vậy là ngon phải không? Thưa cô bác anh em với đồng đạo, bây giờ chúng ta từ đây trở về sau đóng cái kệ cho nó lớn lên nha, thì bây giờ cái tu chúng ta được thoải mái, được tự do, không có gì mà khổ sở cho mình hết. Thưa chị quý vị, vậy thì bây giờ Đức Thầy xuống trần, Đức Thầy còn phải kệ cho tất cả các chúng sanh, cô bác anh em với đồng đạo. Xuống trần ta dạy cố lì, cốt cho trần thế nghe thì mới thôi. Dạy Đức Thầy dạy đời mà không nghe Đức Thầy còn nói xuống trần ta dạy cố lì, còn mình bây giờ tu hành mình phải lì mới được. Phải lì, tất nhiên ai nói gì nói, ai nói hơn nó thua, nó chanh nó chua, nó cao nó thấp, nó mặn nó lạc, nó hơn nó thua thị phi phải trái gì đó kệ. Mặc tình ai dèm pha tai tiếng, sửa tâm lành như miếng hoa thơm, đến chừng qua chỗ nhị đơm thì là trần thế mới hòm bẻ qua. Mà được như vậy tất nhiên là trong khi đó là chúng ta tu mới ngon lành, phải không? Tất nhiên là từ đây trở về sau bây giờ là sông mê bắt đầu lánh, cô bác anh em dùng đạo. Mà Đức Thầy nói là lướt khẩu sông mê khỏi ái hà, tất nhiên là chúng ta mới lướt được. Còn bằng không nữa hang là lướt không nổi, nó dính. Quý vị mình biết là cái máy mà nó chạy hang, mà tàu nó lướt hang là đặt cái máy cho nó lớn, thấy không? Rồi trong tàu phải cho nó nhẹ, máy lớn mà tàu nhẹ là nó lướt được, phải không? Còn cái tàu mà nó nặng mà cái máy thì nó nhỏ là không bao giờ lướt được, phải không? Vì vậy từ đây trở về sau quý vị mình đặt cái máy cho nó lớn nghe, mà nên nhớ kỹ đặt cái máy lớn, gắn chân vịt phải cho nó xuông, cho nó xuôi, đừng gắn chân vịt ngược. Mà nếu như mà chúng ta gắn cái chân vịt ngược đó hen, bắt đầu nổ máy lên, bắt đầu nó chạy lui không à, không mà chạy tới được, phải không? Tiến đường đạo như thiền đi ngược, mà nếu ngưng chèo bị nước đẩy lui. Như vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn tiến được cái đường đạo đó hen, là cần nhớ cái máy cho lớn, cái tàu cho nó trống. Thì bây giờ trong khi đó là nổ máy lên là lướt khẩu sông mê liền, lướt khẩu sông mê khỏi ái hà. Còn ngặt nổi bây giờ cái máy nó nhỏ, mà cái tàu coi như là nó khẩm là đà sóng, bắt đầu nó đưa lên nhiêu bắt đầu lấy nhiêu hết, vô nhiêu hết. Nay cuộc thế như thuyền chở khẩm, nổi gió dông là bị đắm dễ dàng. Cho nên bây giờ mình giống như thuyền chở khẩm cho cô bác anh em dùng đạo. Thôi giờ từ đây trở sao có gì quăng ra ha, ở trong tàu có gì quăng ra hết rồi cho nó nhẹ nặng mà lướt khẩu sông mê. Nếu mà chúng ta không có như là quăng ra mà cứ đưa vô đã tàu đã khẩm rồi, muốn cần chìm rồi. Vậy mà coi có gì cũng thảy vô trên cô bác anh em trong đạo, thảy giết nó chìm luôn, khẩu cần sống. Không có sống luôn. Hay như cái gì? Vậy thì bây giờ ở đây coi như là cái gì móc ra cô bác anh em trong đạo. Bây giờ mình có tham, có sân, có si, tham sân si, mãn nghi thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, thời kiến gì đó nghe. Những cái gì phiền não chứa trong tư tưởng của mình đó nghe, làm ơn móc ra đi cho nó nhẹ. Mà nhẹ mà Đức Thầy nói là ước trăm họ mới nhẹ. Mình có cánh đồng bay về cực lạc một đàn quốc giá là nhẹ mình lướt khẩu sông mê, trái quan hết buộc mà não nề dứt xong, độ siêu cha mẹ tổ tông, độ luôn quyến thuộc khắp trong bảy đời, là mà nhẹ mình mới lướt khẩu sông mê. Còn mà nặng mình đó nghe là lướt khẩu sông mê không nổi, của bác anh em dùng đạo. Cho nên qua câu này đó là tiếng gọi đời sông mê hải lánh, mà hải lánh tất nhiên là tránh, mà tránh tất nhiên là phải lướt sông mê, mà muốn lướt sông mê là phải nhẹ mình, muốn nhẹ mình tất nhiên là phải coi như là cái gì trong tư tưởng của mình là phải bỏ ra. Mà Đức Thầy nói là ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu
thì ginh ra ngoài cho nó nhẹ thì ginh ra ngoài cho nó nhẹ. Mà nó nhẹ vậy tất nhiên là khỏe rồi, phải không? Mà đã khỏe rồi tất nhiên là chúng ta không còn coi như là ăn, không còn khổ sở nữa cô bác anh em chị đồng đạo. Vậy thì bây giờ để trở lại, từ đây trở về sau mọi sự việc gì mà nó đến với chúng ta đó hen, là chỉ cần cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là mọi việc gì cũng nhẹ hết cô bác anh em chị đồng đạo. Ai ai coi như là nó nặng nó nhẹ, nó mắng chửi mình cỡ nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật là nó nhẹ liền à. Còn mình không có được cái câu Nam Mô A Di Đà Phật á, là nó rất nặng cô bác anh em dùng đạo. Thôi thì bây giờ tất cả đồng đạo của chúng ta hãy cố gắng lấy cái thân này để tu, lấy cái thân này để làm phước, lấy cái thân này để trao dồi đạo hạnh, để mà sau này chúng ta có đủ điều kiện để mà chúng ta cánh sanh Phật quốc cô bác anh em dùng đạo. Vì vậy cho nên màu nhiệm thai khi tỏ ngộ tâm thấy rõ cái xác phàm như áo, lành thì mặc, trách thì phải tháo, không sợ lo đâu có tiếc thang, chỉ bỏ thân tạm giả trần gian, chứ thân tướng kim cang còn mãi. Thân đó mới là thân tồn tại, đó mới là chính cái thân mình. Còn cái thân khi chết là sình, nó là bóng của thân chân thật. Bóng thì mất, cái thân không có mất. Thế cho nên chẳng chút lo rầu, mượn giả thân để lập đạo màu xong rồi trả cho đâu ra đó. Thân là bè, trước sau phải bỏ, để trên bờ hầu có quy hương, bè đã tan, người chẳng tổn thương. Vì vậy đất coi thường cái chết của các anh em dừng đạo, không có sợ gì chân trọng. Là thí tử như quy tân gia, coi cái chết như về nhà mới. Thân người như thể cái nhà, miệng là cửa cái nó bự nè, là cửa cái nè, mắt là cửa hông, xương sống giống thiệt đoàn dông, tay chân này kèo cột mà xương hông rui mè, áo quần là đồ phủ che, trước sân là bụng, sau hè là lưng, da bọc tứ khuyết chết dừng, lục phủ ngũ tạng làm buồn cốt xương, một mai đến số diêm dương, vô thường đến bắt hết phương về nhà có bác. Làm sao về nhà được, lúc đó coi như là gầu rồi, không còn về nhà được. Mà không về nhà được là tất nhiên là tiếu, phải không chứ quý vị? Vậy thì bây giờ chúng tôi cũng mong rằng tất cả chứ quý vị cùng với chúng tôi đồng hành trên con đường Phật quốc, và ráng tu, ráng hành mà để sau này chúng ta được gặp thầy. Vậy thì gánh trần tục, hãy mau quăng ném, hãy mau chơn, gói ghém sự tu, nào dù hương, bát nước công phu, nào tịnh niệm, A-di-đà Phật, các sự thế, tâm vô nhất vật, chỉ một lòng, đạo đức chung bầu, nơi liên qua, cửu phẩm chưa ngồi, thì nhất định chưa thôi niệm Phật của anh em dùng đạo. Nhất định rằng cứ như là chúng ta sẽ về Phật, mà Đức Thầy cho chúng ta biết là bây giờ kẻ sở người tề, hiện lương đến hội, cũng kề với nhau, hoặc giả là ước trăm họ, nhẹ mình có cánh, đồng bay về, cực lạc một đàn. Ai vỗ tay sau này phải về Phật hết nè, còn thiếu là khiếu kiện nghe của anh em dùng đạo. Thôi thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả chư quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp suốt trên dưới gần 2 tiếng đồng hồ, và quý vị ủng hộ cho tinh thần giáo lý, và chúng tôi trao đổi giáo lý. Và hôm nay trong chương trình trao đổi Phật Pháp tại gia đình của đồng đạo anh Tư, là có điều chi gọi là phước duyên công đức, chúng tôi xin đề nghị chung tất cả đồng đạo chúng ta hợp tác lại để tạo thành một món quà kinh thanh công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dương được thới, cầu nguyện cho của quyền tất tổ, cầu nguyện cho hương linh người qua dạng được nương vào công đức này, hạnh lành này mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ân trên hồng ân tam bảo luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chư quý vị thân được mạnh khỏe, tâm được kinh an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn, và sống trên đời không gì bằng tinh tấn. Tinh tấn là trí tuệ của đời ta, sống điêu linh trong kiếp sống ta bà chỉ tinh tấn mới vượt qua khổ hại. Chúc quý vị tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình, để sau này đức ân sư Hoài Cốt Ngọc tất cả chư quý vị mình có đầy đủ hạnh lành, đầy đủ phước duyên mà chúng ta sẽ được gặp thầy trong ngày long qua đại hội tân dân. Nên đức xin lễ phép cúi đầu kính chào toàn thể chư quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.